Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết 27, ôn tập lại bài hát Chú và con ở bản đồ và bài tập đọc nhạc số 7. Nhưng ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào tập đọc nhạc số 7 thôi nha các em. Thì đây là một bài tập đọc nhạc có tên là Đồng lúa bên sông, gồm có hai câu được viết ở nhịp 2-4. Chúng ta sẽ đi đến phần luyện tập cao độ. Các bạn cố gắng nhìn vào phần nốt nhạc này và đọc tên cho thầy đúng từng nốt nhạc nha các em. Cố gắng đọc thử một lần trước khi mà thầy cho các em biết được nốt. Rồi, chúng ta có đồ, rê, mi, son và la, gồm có 5 nốt nhạc này. Xuyên suốt cả bài tập đọc nhạc chỉ có 5 nốt này thôi. Ai không biết nốt nhạc nào ở trong bài tập đọc nhạc có thể dựa vào phần luyện tập cao độ để suy ra nốt nhạc mà mình muốn biết nhé. Mời các em luyện tập cao độ nào. Thầy lặp lại lần nữa. Do re mi son la. Các em hãy đọc theo thầy nha. Do re mi son la. Chúng ta chuyển qua phần luyện tập tiết tấu. Vì đây là bài tập đọc nhạc gồm có hai câu tiết tấu khác nhau, thầy chỉ làm mẫu một câu tiết tấu câu 1 thôi, còn câu 2 các em sẽ phải tự động đọc cho thầy nha. Trước khi đọc câu tiết tấu này thì thầy sẽ nhắc lại một số kiến thức rất cũ, đó là các em hãy cố gắng nhìn vào trong bài câu tiết tấu này và cho thầy biết trong câu tiết tấu này bao gồm những hình nốt gì. Các em đã nhớ không nào? Đó là hình nốt đen, hình nốt đơn và hình nốt trắng. Hình nốt đen có giá trị bằng 1 phách, hình nốt đơn nửa phách và hình nốt trắng có giá trị bằng 2 phách. Đối với hình nốt trắng, khi mình đọc xong mình phải đọc thêm 2 để thể hiện nó có 2 phách, rồi sau đó mình mới được đọc nốt tiếp theo. Nhớ kiến thức cũ nha. Rồi, thầy làm mẫu câu tiết tấu thứ nhất. Các em cố gắng nghe thầy gõ tiết tấu và đọc theo. 2 2. Thầy vừa làm mẫu xong câu tiết tấu thứ nhất. Các em cố gắng nghe đi nghe lại và đọc đúng cho thầy câu tiết tấu thứ nhất này nha. Còn câu tiết tấu thứ hai các em sẽ tự động đọc cho thầy. Chúng ta chuyển qua phần đọc tên nốt nhạc. Đối với câu 1 thì các em hãy cố gắng đọc tên nốt nhạc, từng tên, các em liệt kê từng tên nốt của câu 1 ra cho thầy. Rồi, thầy sẽ cho các em nghe giai điệu của từng nốt để các em có thể đọc được cái câu tiết tấu này theo đúng giai điệu. Rồi, các em đã đọc xong hết nốt chưa nào? Cố gắng đọc hết nốt nhé. Và bây giờ, thầy sẽ cho các em xem nốt của câu 1. Cố gắng nghe thầy đánh giai điệu của câu 1 và hát lại cho thầy đúng tên nốt theo đúng giai điệu nha. Thầy lặp lại giai điệu của câu 1 lần nữa. Cố gắng hát cho đúng giai điệu. Lưu ý cho thầy hai cái hình nốt trắng rơi vào nốt gì nào, đó là nốt đồ và nốt son. Cố gắng hai nốt đó sau khi hát xong mình phải nghỉ thêm một phách nữa mới được qua nốt tiếp theo. Nghe. Được chưa? Cố gắng nghe đi nghe lại và luyện tập nha các em. Qua câu 2, cố gắng suy ra nốt nhạc nào. Sau khi các em đã suy ra được nốt nhạc thì
thầy sẽ cho các em xem câu 2 và nghe giai điệu câu 2. Mời các em bắt đầu bằng nốt gì nào? Nốt son. Cố gắng nghe nào. Thầy làm lại. Được chưa nào? Bây giờ thầy sẽ đánh cả hai câu. Nhiệm vụ các em là nghe và cố gắng hát lại cho thầy cả hai câu theo đúng giai điệu nha. Mới vô là đồ nhé. Mời các em. Đô, hai, một. Sau khi các em đã hát nốt theo đúng giai điệu, bây giờ các em, thầy mời các em, chúng ta hát phần lời. Mùa lúa chín vàng, ngàn chim hót vang, trong nắng mai hồng có tiếng ai hát trên đồng. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta kết hợp lại cho thầy hát nốt trước lời sau nha. Mới vô là nốt gì các em? Đồ. Chúng ta sẽ nghe nốt trước, hát nốt trước và hát lời sau. Đô, hai, một. Chúng ta chuyển qua phần hát và vỗ tay nha các em. Thì chúng ta sẽ có vỗ tay theo nhịp, vỗ tay theo phách và vỗ tay theo tiết tấu. Trước tiên là vỗ tay theo nhịp. Tương đương với vỗ tay theo nhịp, đó là những dấu ít màu đỏ. Nơi nào có dấu ít màu đỏ các em vỗ tay vào thì các em sẽ có vỗ tay theo nhịp. Thầy làm mẫu nha. Mùa lúa chín vàng, đàn chim hót vang, trong nắng mai hồng có tiếng ai hát trên đồng. Rất đơn giản. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần vỗ tay theo phách. Vỗ tay theo phách là chúng ta sẽ vỗ tay vào những chỗ có dấu ít màu đỏ và cả màu đen luôn. Được chưa các em? Thầy sẽ làm mẫu, các em chú ý lắng nghe và theo dõi. Mùa lúa chín vàng, đàn chim hót vang, trong nắng mai hồng có tiếng ai hát trên đồng. Thấy chưa các em? Vỗ tay theo phách là cả dấu ít mà màu đỏ và màu đen chúng ta đều vỗ tay hết nhé. Tiếp theo một cái nữa đó là vỗ tay theo tiết tấu. Rất là dễ. Những chỗ nào có dấu ít mời các em vỗ tay vào. Thầy sẽ làm mẫu cho các em một lần. Mùa lúa chín vàng, đàn chim hót vang, trong nắng mai hồng có tiếng ai hát trên đồng. Hoặc nói theo một cách khác, các em hát tới đâu các em vỗ tay tới đó. Rất đơn giản đúng không em? Thầy vừa mới giới thiệu cho các em ba loại hình vỗ tay, đó là theo nhịp, theo phách và theo tiết tấu. Các em xem lại và thực hành nhé. Chúng ta sẽ hát lại bài tập đồng nhạc này thêm một lần cuối để kết thúc. Nốt trước lời sau. Đô, hai, một. Chúng ta đến đây kết thúc. Chúc cho các em chăm ngoan học giỏi. Chào tạm biệt.